Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Santafer. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Santafer cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Sắt 3 Hydrosis Complex Dạng bảo chế Dạng siro Công dụng Phòng và điều trị tất cả các trường hợp thiếu sắt và thiếu máu do thiếu sắt. Bổ sung sắt cho phụ nữ suốt thời kỳ mang thai và sau khi sinh nếu thiếu sắt. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Trẻ em, 1 thìa 5ml, 1 đến 2 lần mỗi ngày Người lớn, 1 thìa 5ml, 2 đến 3 lần mỗi ngày Có thể dùng si rô lẫn với nước ép rau củ hoặc trái cây Sau khi triệu chứng thiếu sắt biến mất, nên sử dụng thuốc thêm ít nhất 1 tháng nữa Chống chỉ định Chống chỉ định với các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc Không dùng cho bệnh nhân thừa sắt, bệnh mô nhiễm sắt, nhiễm hemocyrin và thiếu máu tan sắt. Lưu ý khi sử dụng. Người bệnh có tiền sử mắc bệnh gan, người bệnh dùng nhiều thuốc chống co giật, trẻ em bị rối loạn thận trọng ở những bệnh nhân loét dạ dày tá tràng. Dùng các phế phẩm bổ sung sắt có thể gây nên hiện tượng đi ngoài phân có màu đen, cần thông báo cho bác sĩ trong trường hợp phân đen đi kèm với một số dấu hiệu khác của tình trạng mất máu nội tạng. Cần thận trọng ở bệnh nhân có thể bị khối u phụ thuộc folate. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ. Có thể gây nên tác dụng phụ trên dạ dày tá tràng, táo bón, nôn mửa, buồn nôn và hoặc đau dạ dày, chuột rút. Một số phản ứng quá mẫn cảm như ban đỏ ngoài da hoặc ngứa ngáy cũng đã được báo cáo. Có thể gây phân đen do thuốc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất. Santa Pharma thổ nhĩ kỳ. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Santafer, đồng thời biết cách sử dụng Santafer sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh phạm